Welcome back mọi người đến với kỳ giải trí Number Room TV. Lại là Hà ở đây. Và trong bàn hiện tại họ có hai chai nước hoa PSS và PSS Night của nhà Paco Rabanne. Và lần trước Hà cũng đã có review cho mọi người khá là nhiều lần về cái chai PSS Night rồi. Cho nên hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu thử về em PSS bản gốc nha. Let's go. Ok, và trước khi Hà bắt đầu review về cái chai PSS á, thì Hà muốn nhắc lại cho mọi người ôm sơ nhanh thôi về cái chai PSS Night. Đó là em này á, luôn luôn đề cập nó là một trong những chai nước hoa gọi là best của nhà Paco Rabanne và cũng là một trong những chai nước hoa gourmand. Một cái mùi tông mùi mà như là nó sẽ ấm nè, có mùi giống đồ ăn, thức ăn nè, mà rất là phù hợp để các bạn đi vào quẩy ba búp và nó là bao cháy, bao ăn tiền, không cháy không về luôn. Dành cho các chàng trai ha. Ok, và bây giờ quay đến phiên bản PSS bản gốc ra mắt từ 2017 ha. Thì em này hả thấy nó cũng mang cái vibe khá là giống với lại cái flanker, nhưng mà nó sẽ gọi là nó nhẹ đô hơn một tí, bởi vì em này thật sự lên mùi nó rất là ấm mà nó nồng và chỉ phù hợp với là thu đông thôi. Còn riêng em này thì nó có những cái điểm khác nhất định ha, thì bây giờ Hà sẽ mô tả cho mọi người. Đó chính là mùi hương em này khi mà mới xịt ra, Hà sẽ cảm nhận được một cái độ cay và the the nhẹ nhẹ thôi. Thì nó đến từ vị gừng và đi kèm với đó là những cái hương là hương xanh, green note. Nói chung là mình có là lá thyme nè, đó là lá xạ hương ha. Và nó tạo lên một cái vibe nó khá là, nó không quá tươi nhưng mà nó cũng không quá gọi là bị trầm ấm ngay từ đầu, cho nên tạo một cái cảm giác dễ chịu để mọi người cuốn từ từ theo ha. Và tiếp theo, như bản thân phần Hà đã nói, nó khá là ố về và nó sẽ có rất là nhiều nốt hương tạo lên cái vị ngọt, như là mình có vani nè, mùi đường nè, mùi quế nè. Và ngoài ra nó còn sử dụng đó là liquor nữa, đó là liquor, đó là hương rượu. Và như Hà đã nói, đó là mùi vani và mùi đường ở đây nó không bị quá ngấy đâu mọi người, mà nó vẫn có một cái độ smooth, mà nó dùng một độ ngọt vừa phải. Và ngoài ra từ đầu luôn khi mà mới xịt á, thì em này Hà thấy nó có một cái vibe nó khá là giống với là hairspray, những cái chai thuốc xịt tóc hồi xưa, nói chung là không phải thuốc mà là gọi là nó nhiều đồ xịt tóc để làm cứng tóc hồi xưa. Như là có mình có những cái hãng như Double Rich chẳng hạn, thì cái mùi họ thấy cái nó khá là tương tự đối với là cái mùi hairspray. Và mùi hương này nó còn tạo lên một cái vibe, nó còn có một cái vibe nổi tiếng nữa, đó chính là mùi Coca-Cola. Khi mỗi khi mà nhắc tới cái chai PSS của nhà Paco Rabanne thì người ta hay nói đó là mùi Coca-Cola. Và cái chai này, cái vibe đó nó xảy ra là bởi vì họ nghĩ là bởi vì họ sử dụng cái nốt hương liquor. Và liquor ở đây được sử dụng là mùi rượu, nhưng mà nó không, mùi này nó không có lên cái bị cái vibe boozy. Boozy là những cái mùi giống như là mình có whisky hay là rum, hay là mùi giống là dùng những loại rượu nặng đô khác á ha, mùi rum chẳng hạn, thì nó không lên mùi giống như vậy, mà nó lên mùi giống như là soft drinks, nó mùi mùi nước ngọt. Thì ở cụ thể ở đây là mùi Coca-Cola. Nên Hà thấy cái em này á, nó có một cái điểm mạnh, đó là khi mà mới xịt ra nó sẽ có một cái gì đó nó khá là hoài niệm, hoài cổ, bởi vì nó có một cái mùi hairspray mà làm Hà nhớ tới những cái thập niên gọi là thập niên 2000 hoặc là 90 chẳng hạn. Và ngoài ra thì nó vẫn có những cái nét hiện đại đi kèm theo những cái nét cổ điển đó, giống như không hẳn là cổ điển mà giống như là một cái hoài niệm thôi, một cái kỷ niệm xưa. Và những cái mùi vani và mùi đường và mùi gia thuộc và mùi quế nó sẽ tạo ra những cái vibe hiện đại hơn trong cái mùi hương này đó. Và bây giờ nói chung lại á, tóm cái quần lại thì Hà đánh giá em này khá là cao. Nói chung là so với những cái dòng khác, giống như mình có hiện tại cái dòng mới ra đó là Phantom của nhà Paco Rabanne, cái con robot đó, thì em này hơn chắc luôn, để ăn điểm, ăn đứt cái con robot đó luôn. Bởi vì thật sự con robot bây giờ ra theo một cái vibe, cái hướng là mùi gourmand, nhưng mà nó rất là vani, nó đậm mùi vani và nó rất là giống với những cái dòng khác, giống như là Scandal Pool của nhà Jean Paul Gaultier hoặc là Ultramel chẳng hạn. Nó không có một cái nét gì gọi là đặc trưng riêng của một cái dòng đó. Và từ trước tới giờ thì Hà nghĩ những cái dòng này trong tất cả những dòng khác của nhà Paco Rabanne, như là mình có Invictus hoặc là One Million, thì Hà cũng sẽ đặt em này lên top 1 hàng đầu của Hà. Đó là bởi vì có độ độc lạ hơn và độ sáng tạo nhiều hơn ha. Và mùi hương của em nó thì Hà sẽ đánh giá 8.5/10 điểm, bởi vì thật sự mùi hương này rất là nịnh mũi, và đặc biệt đối với những chàng trai mà tầm khoảng 22 cho đến 25, 27 tuổi thì rất là hợp ý luôn. Và ngoài ra nó sẽ rất là phù hợp đối với các bạn trai nào mà như phiên bản PSS Night là đi vào những cái dịp là ba búp, đi tiệc tùng, đi quẩy. Nhưng mà cái thời trang nó sẽ thiên hướng là một chút gọi là phong trần bad boy một tí, ăn chơi giống như là quần skinny jean chẳng hạn, đóng thùng với là áo kiểu như là áo sơ mi, nói chung là hở nút và nó rộng rộng, nó là giày Chelsea boot chẳng hạn, thì những cái vibe như vậy sẽ rất là hợp với em này ha. Còn riêng với là những cái tông mùi, những cái thời trang như là formal, như là lên đồ, lên vest, tuxedo hoặc là quần sơ mi chẳng hạn, thì Hà nghĩ là sẽ không hợp lắm đối với em này. Và em này nói chung là phù hợp để đi tiệc, đi chơi, casual thôi. Và em này á, thì độ bám tỏ thì cũng như phiên bản BOSS và nhà Paco Rabanne nói chung luôn, đó là luôn luôn không bị thất vọng đâu. Mọi người luôn luôn nó sẽ có một cái độ tỏ mùi rất là xa và độ bám mùi cũng phải trung bình ít nhất là 5 đến 6 tiếng. Cho nên thì độ bám tỏ thì Hà sẽ đánh giá em này 8/10 điểm. Còn nói về độ đa dụng á, thì
Như hồi nãy Hà đã nói, em này Pure Sex 9 thì chỉ thuần sử dụng cho mùa thu mùa đông thôi. Mùa xuân và là mùa hè thì vẫn rất là bị ngọt và bị nóng. Còn riêng em này thì Hà nghĩ vẫn có thể sử dụng được cho mùa xuân, mùa hè thì có thể không đâu. Nhưng mà nói chung là vẫn trội hơn cái phiên bản Pure Sex 9, đó là mùa xuân, thu và đông để được ha. Thì nói về độ đa dụng thì Hà sẽ đánh giá em nó 7.5 trên 10 điểm. Và tóm cái quần lại tổng quan qua hết thì em này sẽ nhận được tổng điểm của Hào, đó chính là 8 trên 10 điểm, rất là xuất sắc và đáng khen. Ok, và những ai quan tâm đến hai sản phẩm này, PSS và PSS 9 của nhà Paco Rabanne, thì Hào sẽ để một đường link bên dưới đến website Double Film ở phần description nha. Và mọi người hãy đừng quên là subscribe đến kênh giải trí Double Film TV để được đón xem những video lần sau. Và đây là Hào Gaga, hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau. Bye bye.